ngày 23 tháng 6, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường PC05 Công an thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến lô hàng khoảng 21 tấn khí N2O, khí cười. Trước đó, phòng PC05 phát hiện xe container bồn chở khoảng 21 tấn khí N2O lưu thông qua địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đưa về tập kết tại kho hàng trên xa lộ Hà Nội, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Công an ban đầu xác định kho này do người đàn ông tên Cao Đức Dũng đứng ra thuê và mướn. Người sang chiếc khí cười từ bồn container sang các bình nhỏ rồi đưa đi tiêu thụ. Sáng ngày 23 tháng 6, phòng PC05 Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an thành phố Dĩ An và một số đơn vị kiểm tra kho hàng trên. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1.202 bình chứa đầy khí cười, gồm 920 bình lớn loại 67 kg và 282 bình nhỏ loại 12,7 kg, cùng nhiều máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ việc sang chiết. Những người ở đây đã có che chắn, làm vách ngăn ngụy trang, cẩn thận cho số bình khí cười và máy móc phương tiện sang chiết ở bên trong. Hiện vụ việc và toàn bộ tang vật trên được Công an thành phố Dĩ An tiếp tục xử lý theo quy định. Trước đó, vào ngày 21 tháng 6, phòng PC05 phối hợp Công an huyện Bình Chánh và phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra xe ô tô tải biển số 51C77494 do tài xế tên Hậu, 34 tuổi, ngụ quận 12, điều khiển, phát hiện 70 bình khí cười. Làm việc với Công an, Hậu khai nhận vận chuyển thuê 70 bình khí này từ kho hàng của Dũng để giao theo yêu cầu. Công an huyện Bình Chánh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế này về hành vi không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật an toàn về vận chuyển hóa chất của phương tiện vận chuyển và hành vi không đảm bảo yêu cầu đối với thùng chứa trong quá trình vận chuyển, đồng thời ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.